Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại channel của mình và mình là Thanh Hoa. Thì ngày hôm nay mình lại có hội mình ngồi đây và bàn luận với mọi người về FIFA Live 4 lần nữa. Thì lần này mình sẽ bàn với mọi người về cái lối đá của gameplay mới, lối đá sau New Roster Update nó sẽ có gì thay đổi và cách chi tiết của những lối đá nó sẽ như thế nào. Thì trước khi xem video này đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử những lối đá mới mà nó ảnh hưởng trực tiếp tới gameplay đó là gì. Hiện tại thì để ủng hộ Thanh Hoa, các bạn có thể mua hàng tại Ăn Vặt Sói Ca, tất cả đồng giá 30k và vừa ăn vừa đá FIFA. Mình hiện tại đang bán là bắp rang với lại bánh tai heo. Và để có thể mua hàng để ủng hộ Thanh Hoa thì các bạn vào bất kỳ video nào của mình, các bạn bấm vào phần mô tả này, thì ở đây nó có mua đồ ăn vặt sói ca để ủng hộ Thanh Hoa. Liên hệ anh em có thể liên hệ qua Facebook cá nhân của mình hoặc liên hệ qua Facebook cá nhân của bà chủ kênh. Giờ mình anh em có thể liên hệ và nhắn tin rồi đã mua bao nhiêu bắp rang là bánh heo đồng giá là 30k trên một hộp nha, và ship COD toàn quốc luôn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Thành Hòa rất là nhiều luôn. Chơi World Cup free, đá F4 đi để nhận hàng triệu những phần quà độc quyền tại worldcup.f4.garena.vn. Và những cái cải thiện mà các bạn có thể thấy rõ nhất đó chính là cái tạc và cái đánh đầu. Cái tạc nó sẽ bao gồm là tạc thấp, tạc cao và cái đánh đầu cũng vậy. Những pha quy đúp các bạn vẫn có thể đánh đầu được nha. Đây là trong những pha phạt góc cũng vậy. Cái lực của những cú đánh đầu nó mạnh hơn và nó chính xác hơn rất là nhiều, kể cả đối thủ có đang tranh chấp với lại tiền đạo hoặc là cầu thủ bên đội mình cũng vậy. Cầu thủ của mình vẫn có khả năng đánh đầu như lúc không người vậy. Cho nên cái tỷ lệ vào trong những pha đánh đầu nó cực kỳ cao. Và khi mà cái lối đá này nó được cải thiện nhiều thì rõ ràng lối chơi Takahata sẽ trở lại với lại meta gameplay thứ 9 này. Và khi mà bạn dùng Takahata ở phiên bản này thì nó sẽ dễ dàng hơn, bởi vì cầu thủ phía trong họ vẫn chọn vị trí rất là hay luôn. Những pha tạt ngược, những pha tạt xuôi, những pha tạt cỡ nào cũng sẽ có thể thành bàn thắng cả. Cái quan trọng là bạn sẽ phải tận dụng được cái khoảng trống, tận dụng được cái pha tạt bóng đó. Và khi mà cầu thủ có chỉ số tạc càng cao, tạc càng chính xác hơn thì không có nghĩa là cầu thủ có chỉ số tạc thấp sẽ tạc không chính xác. Ví dụ tình huống này các bạn thấy nè, Robéo có chỉ số tạc có cao đâu, nhưng pha này Shevchenko chạy vào và đường tạc của Robéo cũng hoàn toàn là một cái đường kiến tạo tuyệt vời cho Shevchenko đệm bóng gần khung thành. Và để thực hiện một cái cú tạc á, nó cũng không có gì khó khăn cả nè, với chỉ duy nhất một nút A thôi. Tôi vẫn khuyên anh em là truyền là nút S, sút là nút D và tạc là nút A. Với mỗi nút cơ bản nhất thôi, không bao giờ tôi bày những cái gì nó khó khăn đâu. Ví dụ tình huống này các bạn thấy nè, Mane chuẩn bị tạt vào theo cái đường chạy của CR7 á, thì với cái khoảng tạt này anh em chỉ cần bấm A, lực khoảng tầm hơn 2 ô tí xíu rồi thì bóng sẽ tới ngay cái đầu của Ronaldo cùng với tầm chạy của CR7 luôn. Thì rõ ràng rất là đơn giản. Và meta này thì những cú tạt mà cho dù có tranh chấp, cho dù đội bạn có xô, có đẩy hay có làm cái gì đi chăng nữa thì khả năng ghi bàn vẫn cao. Và lối đá Takahata này sẽ còn trở lại cực kỳ mạnh mẽ ở phiên bản lần này luôn. Sẽ có nhiều bạn chọn lối đá này bởi vì nó đơn giản và nó hiệu quả. Ví dụ tình huống này ngay cả một pha quy đúp thì cầu thủ của mình vẫn có thể đánh đầu qua đầu của thủ môn bên kia được. Và sự thay đổi và gameplay tiếp theo là một trong những sự thay đổi nó rằng ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi của mọi người luôn. Đó chính là khả năng chuyền ngắn, khả năng chuyền dài và khả năng chuyền quy đúp, chuyền bóng. Và đặc biệt là những đường chuyền một chạm bây giờ nó trở nên cực kỳ hữu dụng luôn. Chỉ cần đụng banh một cái và bạn chuyền qua người khác thì cầu thủ đối thủ á, nó khó bắt, cho dù có chia đúng cái đường chuyền nhưng nó vẫn có một cái thần kỳ nào đó nó sẽ loan qua được cái đường chuyền đó. Và đây sẽ là một tin cực kỳ vui luôn với những bạn nào thích lối đá bàn mặt, lối đá tiki taka. Bởi vì ở phiên bản trước các bạn chuyền á, nó sẽ bị mắc lỗi là cầu thủ trôi banh, cầu thủ trôi người và không đỡ cho banh lại. Thì ở phiên bản này cái lỗi đó đã mất rồi. Khi bạn truyền là chỉ có chính xác thôi, chỉ trừ trường hợp đối phương bắt bài hay quá hoặc che hai ba người thôi, chứ nếu che một người đôi khi cái đường truyền của bạn vẫn không bị cắt. Ví dụ như tình huống này các bạn thấy nè, Lothar Matthäus, Eusebio và Robéo chỉ có ba cầu thủ rồi nhưng nó tạo ra những cái đường truyền khiến cho đối thủ không thể nào mà có thể kèm và canh và cắt truyền được. Bởi vì AI hậu vệ bây giờ họ sẽ không giúp mình cắt truyền nữa đâu, mình phải tự điều khiển và mình phải tự cắt. Nhưng điều khiển thì phải điều khiển cho chính xác đó, và cầu thủ họ di chuyển liên tục thì AI CB đội bạn mình thấy chỉ đứng yên không, họ không còn theo kèm như lúc trước nữa. Cho nên những cái pha mà phòng ngự mà ban bật á, nó khó hơn rất là nhiều. Sẽ có một số bạn nói là à sao bây giờ em kèm truyền nó khó quá. Đúng là như vậy, khó cho phòng thủ nhưng dễ cho người công. Và đó chỉ mới là phần ban mặt ngắn thôi, còn phần ban mặt dài nữa, truyền đúp nè, dết đúp nè, gần như là giống ở phiên bản gameplay thứ 7 vậy. Những đường truyền dết đúp bây giờ bóng nó đi xa chân một tí xíu để cho cầu thủ họ có thêm cái thời gian để họ xử lý và đỡ cái bước một nó chuẩn hơn, nó không bị khưng lại. Ví dụ như tình huống này các bạn thấy là sau đường truyền của Eusebio thì cái pha đỡ bước một của Lothar Matthäus các bạn không bị khựng tí nào và tốc độ vẫn được tăng, vẫn chạy nhanh và có thể hoàn toàn đuổi tốc độ hậu vệ đội bạn luôn. Phải nói rằng cái meta lần này đã giúp cho cái những pha dết đúp, những pha đúp đã trở lại một cách hoàn hảo hơn, nó hay hơn ở phiên bản gameplay thứ 7 nữa.
Ví dụ như tình huống này các bạn thấy nè, khoảng cách giữa bóng và chân của Robert nếu như ở phiên bản trước á, thì nó rất là gần. Robert sẽ bị khựng lại khi đỡ bước 1 ở pha này nè. Nhưng phiên bản này thì khác nha, bóng bay tiếp một khoảng nữa luôn để giúp cho Robert hoàn toàn có thêm thời gian để mà xử lý với banh này. Rất giống cái phiên bản thứ 7, cái phiên bản mà các bạn chỉ cần đứng giữa sân và các bạn dứt đúp lên là các bạn sẽ có bàn đó. Cái phiên bản này nó gần giống như vậy mà nó hay hơn nữa. Nó hay ở chỗ là cái đường chuyền nó chính xác hơn. Ở phiên bản trước những đường chuyền dứt đúp của các bạn nó sẽ bị sai, nó sẽ bị lệch đôi khi hoặc nó sẽ bị lỗi. Còn đây thì không có, nó chuẩn xác mà nó còn đi thêm một khúc nữa, nó gọi là nó nâng cấp thêm rất là nhiều luôn. Và đó mới là phần dưới đất thôi, còn phần trên không nữa. Phần trên không tức là những đường chuyền bóng á, những đường chuyền quy đúp á, thì bóng nó sẽ bay vừa đủ cao và vừa đủ xa để cầu thủ họ có thể nhận bóng được, và hậu vệ đối phương sẽ không kịp cắt bóng được. Ở phiên bản trước khi bạn quy đúp, bóng nó sẽ bay lỗi, bay rất là xa, bay ra biên luôn, hoặc là những đường chuyền quy đúp nó sẽ bị hậu vệ cắt chẳng hạn. Nhưng ở phiên bản lần này không có đâu, những đường quy đúp nó chính xác lắm anh em ạ. Ví dụ như tình huống này các bạn thấy nè, Robert đang bị kìm rất sát bởi hậu vệ đối phương và muốn truyền qua sâu biên thì chưa có quy đúp thôi. Nhưng nếu ở phiên bản trước thì cái đường quy đúp nó chưa chắc chính xác, nó sẽ ra biên đó. Nhưng ở phiên bản lần này nha, nó sẽ qua hết hậu vệ luôn và nó tới ngay chân của sâu biên, và sâu biên đỡ bóng cũng cực kỳ nhịp nhàng và dễ dàng xử lý. Và nếu như bạn nào thích ban bật á, thì ở phiên bản lần này đây là một sự nâng cấp cực mạnh luôn. Ở phiên bản trước các bạn chỉ ban bật dưới đất thôi, trên không đôi khi hên xui. Nhưng ở phiên bản lần này các bạn ban bật trên không, ban bật dưới đất và đôi khi còn có thể ban bật với hậu vệ đội bạn nữa. Và rất dễ ghi bàn với lối đá này. Và có một sự thay đổi về gameplay nữa và cũng sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người và rất là nhiều người thích thú nhưng cũng rất nhiều người không thích. Đó chính là kiểu sút xa nã đại bác duy nhất bằng nút D thôi. Kiểu sút xa này là kiểu sút xa cực kỳ mạnh luôn mà hiện tại thì thủ môn rất khó bắt nếu như không chỉnh thủ môn. Và ở phiên bản trước nếu như các bạn sút bằng nút D á, thì khi mà thủ môn họ không chỉnh á, thì tỷ lệ vào rất là thấp cho dù cầu thủ đó cái số sút cao bao nhiêu. Nhưng ở phiên bản lần này thì khác nha. Nếu như thủ môn bạn không chỉnh để bắt những cú sút xa này thì sẽ không thể nào mà chụp được. Bởi cú sút xa mà tầm khoảng trước khung thành khoảng tầm 30m đổ lại đó thì tỷ lệ vào rất là cao luôn. Và cái độ bá của những cú sút xa này nó ảo lắm. Đôi khi có những tình huống quay lưng, ví dụ tình huống này mà thấy nè, quay lưng và mình sút, mình nghĩ là nó sẽ không vào đâu nhưng mà nó vào thiệt. Và để thực hiện được những cú sút xa mà mạnh lực như thế này á, nó rất đơn giản, nó không có gì khó khăn cả. Nó chỉ là một nút D và đính kèm với một nút hướng mà các bạn muốn sút thôi. Ví dụ như tình huống này các bạn thấy nè, mình muốn sút về phía góc chéo chân trái của Gullit thì mình chỉ bấm D cộng với cái hướng về góc chéo thôi, và cái lực của mình sẽ là hơn bao lực, thì càng mạnh càng tốt nhưng đừng có mát lực. Nó sẽ giúp cho các bạn có một cú sút nó được rất là căng. Và đôi khi các bạn bấm nhẹ lực nhưng mà bóng nó vẫn bay lên trời nha, đó là do cái cảm giác của các bạn không tốt. Cho nên hãy cố gắng tập cái cảm giác để sút sao cho nó là bấm nó phải dứt khoát nha, bấm nút sút nó phải dứt khoát mới được. Và có một điểm đã bị giảm đi sức mạnh nhưng vẫn còn hữu dụng tại meta lần này, đó chính là những cú sút xoáy ZD. Cứ ngỡ rằng nó sẽ bị fit đi sức mạnh đúng không, bị giảm đi, sút nó khó vào hơn nhưng không phải đâu. Những cú ZD bây giờ vẫn có thể vào được và rất là dễ vào luôn nếu như cầu thủ đó có chỉ số sút xoáy nè trên 120, chỉ số dứt điểm, chỉ số sút xa và chỉ số lực sút trên 115, kết hợp cả 4 chỉ số lại và cái khoảng cách sút bây giờ nó gần hơn. Khoảng cách sút bây giờ tầm khoảng 25m đổ lại rồi mới có thể là những cái góc mà các bạn có thể sút vào. Và chắc chắn rằng cầu thủ đó phải 2 chân 5 năm để sút được bằng chân trái hoặc chân phải đều được. Vậy thì những bạn nào mà đam mê lối đá vẽ chuối nè, đam mê lối đá sút xoáy, đam mê lối đá dứt D thì phải đầu tư hơn tí xíu rồi, đầu tư những cầu thủ mới hơn, có AI ngon hơn, có sút xa, có sút xoáy tốt hơn. Còn nếu không có được những cầu thủ đó thì dĩ nhiên những cú sút đó nó sẽ thiếu chính xác vô cùng, nó có thể ra ngoài, nó có thể bị thủ môn bắt. Nó sẽ làm cú sút giống như truyền cho thủ môn vậy, khả năng thành bàn không cao. Nhưng khi mà các bạn đã đầu tư cầu thủ kỹ càng rồi thì cái lối đá sút xoáy nó thực sự rất là lợi hại, những pha quay lưng vẫn có thể giết đều vào được luôn nha. Và đó là những gì mình nhận định được, mình rút ra được sau khi mình trải nghiệm một thời gian ở gameplay mới ở roster update lần này. Thì đây là một phiên bản cũng cực kỳ đáng dùng khi mà tất cả những cái lối đá nó đều tăng mạnh hơn rất là nhiều, và ngược lại khả năng phòng ngự sẽ yếu đi, sẽ giúp cho những cái đội hình mà xấu hậu vệ trở nên yếu bớt và mình cũng có thể tấn công và cũng có thể xuyên vào đội hình xấu hậu vệ này với rất là nhiều cách. Và nhiên đây chỉ là những cái đánh giá riêng, những cái ý kiến riêng của mình về cái gameplay này thôi. Các bạn vẫn có những cái ý kiến riêng của các bạn nữa, hãy comment ở phía dưới những cái ý kiến đó và chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau về điều đó. Và đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.